thì chắc chắn là hai người đẹp đã đủ thời gian để đặt ra cái phần ấn tượng của mình dành cho chàng trai nào đây? Em thì vẫn ấn tượng với anh số 1, anh Phi. Chúc mừng anh Phi. Bây giờ mới là phần quan trọng của Kim. Lúc đầu á, em có ấn tượng với bạn số 2 là Huy Thái. Dạ đúng, em thay đổi dành cho anh số 4. Số 4, đó chính là Đăng Khoa. Chúc mừng anh Đăng Khoa. Mình đã chọn rồi, bây giờ mình coi mặt thiệt một cái đi. Dạ. Mời hai em bước xuống dưới, quay ngược lại đây, chị sẽ cho khán giả xem mình. Hai người đẹp sẽ không nhìn thấy được những hình ảnh của các chàng trai. Bây giờ mời hình ảnh thật của ba chàng trai. Hãy nghe từng tiếng vỗ tay của nội ngoại hai bên. Tôi đây là những lời chân thật. Số 1 sao tôi không? Anh Phi sao nào? Còn vị trí số 2 sao? Chà, hâm mộ dữ ta. Số 4 sao? Đây là những người chân thật nhất trần gian. Khách quan lắm nha. Khách các bạn. Khách quan vô cùng. Mà các bạn thấy vỗ tay theo đúng ý của Hoàng luôn đó. Vậy thì hai em có muốn đổi lại không? Em có đổi không? Dạ không. Rồi bây giờ người quan trọng là người này nè. Dạ trên... em vẫn giữ. Thôi thì hai em về chỗ, mời tắt ba màn hình. Và mời gặp gỡ chàng trai số 2, Thái. Duy Thái của tuổi 18 đôi hương, từng gặp một người, người chỉ có thể giữ họ trong tim mà chẳng thể cùng họ đi hết quãng đời còn lại. Duy Thái của những ngày sắp chạm ngưỡng 30 cũng mới gặp một người, nhưng cũng chỉ là người đến và mang theo nhân duyên tình bạn. Thôi thì đôi khi không là gì cả, lại là khoảng cách an toàn nhất để bản thân không chờ đợi, không kỳ vọng, cũng chẳng mộng tưởng. Chạy tới khán giả, chạy tới, chạy tới. Đó. Cảm ơn bạn đã lan tỏa tình cảm của mình. Thái, con tràn qua đây miếng luôn con. Qua đây với con miếng con. Trời ơi, nói nghe nè, hôm nay mình không được vợ, mình được khán giả. Nhào vô ôm. Trời ơi, khán giả hôm nay là của em hết. Nói chung hôm nay như vậy đối với em là quá hạnh phúc rồi chị. Hạnh phúc không? Đến đây cũng là sự trải nghiệm về tần số tình yêu của em. Nhưng mà chẳng qua là hôm nay em không được may mắn với các bạn. Cảm ơn Thái, chúc em thành công trên con đường nghệ thuật. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy khám phá nội dung điện thoại của hai người đẹp chúng tôi là Thanh Du và Thùy Trinh. Thùy Trinh trước đi hen. Dạ. Thùy Trinh để một màn hình nền cũng rất là đẹp nè. Bạn sử dụng nhiều ứng dụng chứ ạ? Thấy nhiều trang quá chừng kìa. Cho mình xem cái list nhạc của Trinh đi. List nhạc của em. Nghe nhạc trẻ khá nhiều, tại những bài hit thôi. Xem đồng hồ của bạn đi, đồng hồ báo thức. Dạ. Trời trời, cái đồng hồ cái giờ cũng ít hen. Như cái sớ vậy. 4 sáng vậy làm gì bé? Đi dạy. Tối mấy giờ ngủ? Dạ 11 giờ là ngủ. Em ơi, Khoa ơi. Dạ em mấy nghe. Giờ em đi ngủ? Giờ này khớp không Khoa? Em ngủ trễ lắm chị ơi. Em xem phim tới 1-2 giờ mới ngủ. Rồi mấy giờ em dậy? Dạ khoảng 7 giờ em thức rồi. Lỡ 4 giờ người ta dậy đi dạy, tao em có dạy phụ không? Dạ chắc có. Dạy cái dọn cơm này rồi chiên trứng ấp la bánh mì đồ hai đứa ăn rồi cho vợ đi làm. Dạ đúng rồi, rồi xong em ngủ nữa. Tao coi cái máy nó có gì coi không? Có nhỏ này cái điện thoại. Cái phần là health của bạn là cái đồng hồ đúng không? Bạn hay đo cái lượng calo đốt cháy mỗi ngày hay lượng đi bộ mỗi ngày của mình bằng cái ứng dụng này? Dạ có, nó đo được nhịp tim của em. Đâu em? Dạ, em mở cho coi. Đốt cháy 1,400 calo nè. Thì anh Khoa thì chắc anh rành về những con số liệu này nhiều hơn nè. Nói gì nữa, thôi dẹp cái máy Trinh qua đi, cái kèo ta cứng khựa rồi. Được, cảm ơn Trinh. Và bây giờ chúng ta khám phá điện thoại của Du nè. Du cho mình xem hình ảnh của Du đi, chắc đẹp lắm nè. Tay ải tay ai? Tay của em á. Cái này chụp để mình cast về cái tay á chị. Cái hand talent á. À giữ lại bàn tay. Cho nên mình gửi cho khách hàng coi. Bạn có hình gia đình không? Hình gia đình. Hồi nãy có hình của má đó. Đâu má đâu? Cười. Trời má cười thương quá à. Dạ. Bây giờ Phi với lại anh Khoa là như bưng chầu cao qua cưới thôi chứ còn nói rồi, gì nữa. Còn nói gì nữa, tìm hiểu cái điện thoại gì nữa. Ừ. Nhưng mà bây giờ đưa hai cái điện thoại cho hai anh chàng kia tìm hiểu một chút. Đúng vậy. Nhưng mà trong lúc người ta tìm hiểu, mình giải lao trong vòng ít phút.